Huấn luyện viên Park Hang-seo đang cân nhắc đưa ra sự thay đổi lớn nơi đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Campuchia sắp tới. Cụ thể, nhiều khả năng là các trụ cột đã dính thẻ vàng ở 3 trận đấu trước đó, gồm Thành Trung, Tiến Dũng, Ngọc Hải sẽ không ra sân. Trong khi đó, Công Phượng, Tiến Linh cũng được cân nhắc cho dự bị vì lý do liên quan đến chấn thương. Nếu không có gì thay đổi thì tiền đạo Văn Toàn chắc chắn sẽ có một suất trong đội hình ra sân từ đầu của Việt Nam ở trận gặp Campuchia. Trước đó, Văn Toàn chưa có nhiều đất diễn tại AFF Cup 2020. Việc ông Park cho các trụ cột dính thẻ vàng ở các trận đấu trước được nghỉ ngơi được cho là điều hợp lý, bởi lẽ nếu ba cái tên kể trên ra sân ở trận gặp Campuchia và không may nhận thêm thẻ vàng thì họ sẽ bị treo giò ở vòng bán kết. Nhật báo Khmer Times của Campuchia cho rằng đội nhà đã thể hiện tốt ở chặng đường đã qua của AFF Cup 2020, vì thế họ tin vào một màn thể hiện tốt hơn nữa khi gặp đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Campuchia vừa tìm được trận thắng đầu tiên ở bảng B AFF Cup, nhưng vào tối 19 tháng 12, họ sẽ phải chịu rất nhiều áp lực với tham vọng giành 3 điểm tuyệt đối của Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đang đứng nhì bảng với 7 điểm, cần phải đánh bại Campuchia để chắc chắn giành một suất vào bán kết. Đội tuyển Việt Nam cần đánh bại Campuchia với nhiều bàn thắng hơn để giành lấy ngôi nhất bảng, nhưng chắc chắn các chiến binh Angkor sẽ không dễ bỏ cuộc, Khmer Times viết. Dian Kuz đã hội quân đội tuyển Malaysia vào ngày 16 tháng 12. Tuy nhiên, anh phải thực hiện cách ly y tế một ngày để lấy kết quả xét nghiệm COVID-19. Sau khi đạt kết quả âm tính, Dian Kuz đã có mặt trong buổi tập của Hổ Vàng. Cầu thủ gốc Bỉ này đang thi đấu tại châu Âu cho câu lạc bộ Midtjylland của Đan Mạch. Anh có thể chơi tốt vị trí hậu vệ biên phải hoặc trung vệ. Đây là sự bổ sung chất lượng cho huấn luyện viên Tan Chang Ho. Lực lượng của Malaysia đã ổn định hơn cho trận đấu tới. Họ sẽ quyết đấu với Indonesia cho một chiếc vé đi tiếp, bởi tấm vé còn lại khó thoát khỏi tay đội tuyển Việt Nam khi chỉ cần giành một kết quả hòa trước Campuchia.